chị đã đến với khu đô thị Bella Villa. Thì hôm nay là năm 2023, thì mình quay cái video này để cập nhật cái sản phẩm trong đây cho cô chú anh chị mình theo dõi nha. Khu đô thị Bella Villa buổi trưa ngày 9 tháng 3, rất là đây trong đây thì cô chú đầu tư tập đoàn bất động sản Trần Anh, thì trong đây cũng có những cái nhà đã có sổ hồng riêng biệt cho mình. Nhà đây là nhà phố mẫu xây dựng liền kề. Đây mình đi quay để cho những cái anh chị nào mà giống như đã mua dưới đây mà lâu ngày chưa xuống thì mình có thể xem có những cái sự thay đổi của cái lượng dân cư ở trong đây ta ở như thế nào ha. Khu đây rất là mát nha, rất là mát, rất là sạch sẽ luôn, rất là sạch sẽ. Thì dự án Bella Villa này nằm ngay xã Hữu Thạnh, Hữu Thạnh thị trấn Đức Hòa. Đây, đường như thế này, tất cả trong đây thì đều sử dụng là điện âm và nước máy. Nhà thì kiểu dáng là villa biệt thự. Đây thì cũng có nhiều nhà người ta để cái bảng bán nhà nha cô chú anh chị, bán nhà và số lượng khách về đây ở thì hiện hữu cũng chưa có nhiều. Để đi tới chỗ nào mà mình thấy có khách ở thì mình sẽ nói cho cô chú anh chị mình biết ha. Tại những trục đường như thế này có những cái hàng cây bằng lăng. Cái này cái đâu phải bằng lăng đâu ta, đó đảo luôn. Và cũng chưa có nhiều nhà về ở nha. Đây thì có những cái nhà có xe hơi nè, là ô tô người ta mua ta về ở nè. Thì tại cái vị trí này ra cái chợ Đức Hòa rất là gần luôn, chỉ tầm chưa tới 3 phút thôi, rất là gần, rất là tiện lợi. Trong đây thì phải nói khu này là ở gần với những cái tiện ích xung quanh nhiều, như là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ, ủy ban nhân dân, rồi siêu thị Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, tất tần tật luôn, mà khu này rất là đông luôn. Đó, thì ở đây có những cái nhà người ta để về ở đây. Xe hơi thì đậu ở trong nhà luôn. Đó, xe hơi được chạy vào sân luôn. Khu biệt thự này rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Nếu mà mình có được cái khoản tiền tầm 2 đến 3 tỷ đồng thì mình có thể mua những cái căn nhà như thế này về mình nghỉ dưỡng nha. Nghỉ dưỡng mình ở rất là mát mẻ luôn. Và đặc biệt là nhà ở đây thì chỉ là nhà thô thôi nha. Đây cũng có mấy bạn bán nhà thô hoàn thiện bên ngoài hết. Anh chú anh chị về phải bỏ thêm tầm khoảng 600 đến 1 tỷ nữa thì mình hoàn thiện cái nhà mình đẹp và mua thêm nội thất nữa thì mình ở mới được nha. Đây cũng có những cái nhà ở đây, dịch vụ nhà ở. Đây là cái chung cổng chính rồi, chính của cái Bella Villa đó, cổng đường ngoài tỉnh lộ. Đây có cái hồ bơi nè, có Phantom Cafe và Tea. Đây, nhà trục chính này thì người ta ở nè. Thì ở đây cập nhật cái giá căn hộ thì tầm khoảng từ 2 tỷ rưỡi đến 4 tỷ một căn nha cô chú anh chị. Và ngoài ra thì cái giá cho thuê thì hiện tại là khoảng 8 đến 10 triệu một tháng. Rất là trong lành, mát mẻ, sạch sẽ. Đây thì có nhiều nhà ở, đa số trong đây là một cái khu cũng khá là đẳng cấp rồi, nên nhiều nhà có ô tô, người ta có ô tô, người ta ở trung tâm thành thị, ở thành phố thì nó sẽ ở rất là khó khăn, thì về đây mua một căn để nghỉ dưỡng. Đây thì có xây thêm một cái dãy mới đây, một cái dãy mới nhà, cái mẫu khác luôn nè cô chú gì đó, một cái mẫu mới nha. Cái này là dãy mẫu cũ đây, bên đây là mẫu mới. Đó, đây là một con hổ mới làm cổng được đó. Rồi cô chú anh chị mình thì bên mình thì chuyên những sản phẩm bán nhà bán đất khu vực Đức Hòa Long An,
khu vực Đức Hòa, Long An, Cần Giuộc, Cần Đức. Cô chú anh chị nào có mua nhu cầu mua tất cả các dự án đất nền, dự án đang bán trên thị trường, ví dụ như An Nông 6, 7, 8, 9 luôn ha. Rồi các dự án bất động sản đang bán trên thị trường thì bên mình đều có bán. Cô chú anh chị liên hệ thì mình mua, mình sẽ bán cái giá chiết khấu hấp dẫn cho cô chú anh chị để mình sở hữu nhà và đất nền sổ hồng riêng với giá rẻ nha cô chú anh chị, giá rẻ phù hợp và vị trí đẹp. Mình bán giá tận chủ đầu tư luôn, không qua thông trung gian môi giới nên giá chị nó sẽ giá sẽ mềm hơn. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông, bấm like để nhận thêm nhiều video mới nha cô chú anh chị. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.